Rồi ok, hello, xin chào tất cả các anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì mình sẽ cùng anh em giải thích vì sao cái tay khiển mà RCN1 của DJI nó hay bị lỗi, nó bị chết sóng, chết nguồn này kia, hư hỏng các kiểu anh em. Và đây là cái kiến thức do mình tự học, không có qua bất kỳ trường lớp nào, cho nên là có những cái vấn đề gì sai thì mong anh em bỏ qua ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi thẳng vào vấn đề chính luôn nha anh em. Thì đây là cái main, cái bản mạch của cái tay khiển RCN1 và con IC sóng là nó sẽ nằm ở cái khu vực như trên hình này anh em. Mình để mình quay lên đây cho anh em xem cho nó dễ. Như anh em có thể thấy đây là cái con IC 5.8GHz mình mới bắt ra. Ở cái video lần trước mình có chỉ cho anh em cái chỗ con IC 5.8 rồi. Cái đặc điểm nhận dạng, cái mã, cái số hiệu của nó làm sao thì mình có nói rồi hết rồi ha. Anh em cứ việc xem lại những cái video đó là anh em sẽ biết được cái con IC 5.8 là con IC nào. Và cạnh bên của nó là con IC 2.4GHz. Và lý do cái tay khiển này nó thường xuyên nó bị chết sóng 5.8 là do cái con IC 5.8 này nó bị quá nhiệt các anh em. Nó bị quá nhiệt, và lý do tại sao nó bị quá nhiệt là vì nó không có được tản nhiệt nha anh em. Đây là cái... để mình lấy cái nắp đậy, cái nắp đậy nó sẽ có một cái nắp che lên như thế này nè. Đó, nó có một cái nắp che lên. Chờ mình cái. Thì cái nắp này nè anh em. Mình lật bên dưới cho anh em xem. Đó, bên dưới này nè anh em thấy không? Nó trống rỗng luôn ha, không có cái gì hết. Và khi nó đậy vào chỉ đơn giản là nó che lại cái phần này thôi. Và lại cái khung này thôi. Và con IC 5.8 này nè anh em. Con IC 5.8 ở đây. Con IC này nó không có được tản nhiệt nha anh em. Nó không có được tản nhiệt cho nên là khi mà anh em cập nhật firmware, cập nhật chương trình đó, cái con IC này nó phải chạy liên tục ha, nó truyền dữ liệu liên tục để cái truyền cái firmware từ cái tay khiển qua con máy bay á. Nó sẽ bị quá nhiệt và dẫn đến cái chuyện nó chết. Thằng nhà sản xuất nó sản xuất có một cái ngu như vậy nè anh em. Để mình xoay lại cho anh em xem cái bản mạch nó nằm bên dưới. À đây. Đây là cái phần bản mạch nằm bên dưới nè anh em. Cái phần có cái keo nè anh em. Cái phần có cái miếng keo đây, chỗ này nè. Nó chính là cái tản nhiệt cho cái con IC nằm ở trên. Tại vì sao? Anh em nhìn nè. Đó, cái vị trí nè. Cái vị trí của cái con IC nè. 3-4 con IC một chỗ nè. Và cái vị trí bên dưới nè. Nó sử dụng cái... Nó sử dụng cái men á, cái phần khung men này nè, làm bằng đồng để nó truyền dẫn cái nhiệt lượng nha, từ ở mặt trên nó truyền xuống dưới mặt dưới thông qua cái gầm của con IC á, thì nó truyền xuống mặt dưới và nó tản nhiệt ra ngoài cái tấm tản nhiệt ở bên dưới của cái tay khiển và cái tấm tản nhiệt bên dưới tay khiển. Để mình quay cho anh em xem. Đây, đó. Thì cái mặt ở dưới kia nó sẽ truyền ra cái tấm nhôm, này và tản nhiệt ra bên ngoài. Thì như vậy thì sao? Như vậy thì nó có một cái vấn đề, đó là cái con IC nó tản nhiệt không có kịp anh em. Cái mainboard, cái men đồng của chúng ta nó giải nhiệt không có kịp, nó truyền nhiệt chậm quá cho nên là con IC này nó nóng quá nhanh. Nó nóng quá nhanh thì nó không kịp tản nhiệt và nó lăn ra nó chết luôn. Anh em thấy nó thiết kế ngu không? Thay vì nó tản nhiệt thẳng ở trên cái lưng của con IC, ví dụ như con IC 4206 này nè, thì nó tản nhiệt thẳng lên trên cái miếng kim loại luôn đi. Nó tản nhiệt thẳng lên miếng kim loại thì nó đâu có bị hiện tượng quá nhiệt anh em. Tức là ví dụ như giờ con IC này ở trong này đúng không, mình sẽ bỏ vào một miếng keo, mình làm thí dụ cho anh em coi nha. Mình bỏ vào miếng keo đó như thế này rồi xong cái mình mới mình lấy cái nắp cái nắp chụp của cái hộp này nè. Đó, mình để vào một cái miếng keo như thế này. Rồi sau đó mình đậy cái nắp này lại. Thì cái nhiệt nó sẽ truyền lên trực tiếp lên trên anh em. Nó sẽ truyền trực tiếp lên cái tấm này. Thì như vậy thì nó sẽ tản nhiệt nhanh hơn. Nó vừa tản nhiệt ở phía trên nè, nó vừa tản nhiệt ở phía dưới luôn. Nó tản nhiệt ở trên, cả trên và dưới, thì con IC này nó sẽ không chết được. Nó sẽ tản nhiệt nhanh hơn. Còn trong khi này, anh em thấy không, ở trong này nó rỗng nè, nó rỗng như thế này thì làm sao nó tản nhiệt nhanh được anh em. Nó phải làm cả tản nhiệt trong, tản nhiệt ngoài như vậy nè thì nó mới đảm bảo là cái nhiệt của chúng ta nó sẽ truyền dẫn nó nhanh thế anh em. Bởi vì nó thiết kế kiểu này nó dở lắm anh em. Theo mình đó nha, thì mình sẽ gắn thêm cái tản nhiệt lên đây. Nếu như mà trường hợp mà cái con IC này nó quá bé mà mình không có bỏ cái keo này nó hiệu quả thì mình có thể xài cái loại mà cái miếng silicon đó anh em, miếng silicon giống như vậy nè. Miếng này nó dày nè anh em. Đó, anh em thấy nó dày hơn không? Thì mình sẽ úp lên trên như vậy. Úp lên thẳng con IC, cái miếng này nó không có dẫn điện nha anh em. Mình úp lên thẳng con IC như vậy nè. Đó, rồi sau đó mình mới gắn cái miếng này vào. Thì miếng này ở trên của cái miếng kim loại này nó cũng có một cái lớp tản nhiệt nữa, nó có nguyên một cái miếng nhôm tản nhiệt to lắm. Thì nó sẽ tản nhiệt lên được cả trên và dưới. Và như vậy thì nó sẽ tản nhiệt hiệu quả hơn. IC nó sẽ khó chết được. Đây là cái miếng tản nhiệt trên của nó nè anh em. Miếng tản nhiệt trên nè, rất là to luôn, miếng nhôm rất là to. Mà nó không làm tản nhiệt lên, nó chỉ làm cho tản nhiệt xuống này. Đó chính là cái lý do mà cái con IC của chúng ta nó bị quá nhiệt và nó dẫn tới cái việc chết IC và làm cho sóng 5.8 chúng ta bị mất. Tại vì con IC 5.8 này nó thì nó làm việc nó nóng lắm anh em, nó nóng đến mức mình không thể chạm tay vào được luôn. Không chạm tay là nổi luôn nha anh em, tức là nó rất là nóng, nhiệt độ bề mặt của nó có thể lên tới trên 60 độ đó và có thể cao hơn nữa. Mà khi nhiệt độ nó làm việc cao trong thời gian dài liên tục như vậy thì cái con IC này nó sẽ rất là nhanh chết, nó rất là nhanh bị lão hóa ha. Phải làm như vậy nè, gắn thêm miếng tản nhiệt vào con IC này rồi lấy cái miếng kim loại á, lấy miếng kim loại đậy lên cái như vậy là ok luôn, ngon luôn đó. Mà nó không làm. Này, em thấy DJI thiết kế nhiều cái ngu người không? Bản thân mình thấy là nó ngu thiệt luôn á. Rồi ý kiến của anh em sẽ như thế nào về cái vấn đề mà tản nhiệt cho con IC 5.8 này? Hãy để lại cái ý kiến ở bên dưới phần bình luận cho mình ha. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Tạm biệt và đừng quên subscribe nhé.